thời kỳ thành Càn Long, xuất hiện hai vị chơi cờ giấy, Phạm Tây Bính và Thi Tương Hạ. Hai người đồng hương, đồng niên, đồng học, cùng một sư phụ, tình đồng ý hợp, chân thành với nhau, được hậu nhân gọi là Lý Bạch Đỗ Phủ trên bàn cờ. Hai người tung hoành Nam Bắc không có địch thủ, nhưng mà hai người không phân cao thấp, ai mới là thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ đây, thành nỗi băn khoăn mạnh mẽ. Năm Càn Long thứ tư, hai người cuối cùng ở Túc Tương Hồ, Bình Hồ Triết Giang đấu 10 hiệp. 10 hiệp này vô cùng tuyệt diệu, kích động vô cùng, đến nay vẫn được người đời gọi là cực chí trong các phổ. Đại quốc thủ Dương Châu Luận Bình. Những năm đầu Càn Long, cao thủ cờ giây khắp các nơi từ bốn phương tám hướng đến, hội tụ ở bên hồ Sấu Tây Dương Châu, tranh đoạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ. Nhưng đằng sau bình luận Dương Châu, đồng thời tiến hành một canh cờ đen trắng lớn hơn. Các vị, tại hạ Công Tôn Sách là ông chủ của quán cờ này, nguyên sẽ dốc hết sức mình cho các hào hiệp các nơi bình luận Dương Châu. Được. Các vị biết đó, 3 năm trước, Phạm Tây Bính cắt kinh thành không ai là địch thủ. Triều đình đại phong, ông ấy là đại quốc thủ. Các hào kiệt trong thiên hạ không phục, về kinh thành tề tụ, muốn được phân cao thấp với Phạm Tây Bính. Quan thượng Thánh Minh tuyên bố 3 năm sau, ở Dương Châu công khai luận bình. Phạm Tây Bính bày trận, hào kiệt các nơi tấn công, quán quân cuối cùng sẽ được phong làm đệ nhất quốc thủ. Bây giờ, 3 năm đã đến, thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ sẽ quyết đấu tại quán cờ này. Hay. Uông Bá Thiệu, cửa hàng gạo Dương Châu hào phóng tài trợ, tương trợ Luận Bình, sẽ làm chủ cho Dương Châu Luận Bình. Tiếp tại đây, mời ông chủ Uông lên đây. Hay. Các vị, Uông mổ tôi, cả đời chỉ thích 2 thứ. Một là ngân lượng, 2 là cờ giấy. Ngân lượng thì kiếm đủ rồi, tiêu còn không hết. Nhưng mà cờ không có tiến bộ gì cả. Càng chơi càng xấu, càng xấu lại càng muốn chơi. Nhìn sao nhìn trăng, cuối cùng cũng đợi được Dương Châu Luận Bình này. Tôi chính là muốn làm chủ nhà. Hôm nay mượn giấy Phạm Tây Bính các vị để tôi lưu danh về sau. Tiền bạc nhiều nhưng không lưu danh được. Các người nói tôi đúng hay không? Tôi đưa ra một vật tưởng cho đệ nhất đại quốc thủ. Lên. Các vị, mời xem. Ông chủ Uông, mời lên ngồi. Quy tắc của Dương Châu Luận Bình: thứ nhất, Dương Châu Luận Bình phân thành 2 giai đoạn, sơ luận và định luận. Sơ luận do các thiên nguyên các môn phái làm lôi chủ, nhưng người tham gia thi cờ chọn công lôi, người thắng là đại thiên nguyên. Đại thiên nguyên thắng đó luân phiên thử thách với Phạm Tây Bính. Người chiến thắng cuối cùng là thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ. Các vị có ý kiến gì nữa không? Không có, tán đồng. Vì để cảm tạ ông chủ Uông hào phóng tài trợ, chúng ta đặc biệt cho danh hiệu đại thái nguyên danh dự. Vinh hạnh quá. Vị nào là Phạm Tây Bính? Có thể giúp lão phu được diện kiến một chút được không? Khách quan, ngài ở trọ không? Ở đây cách Dương Châu còn bao xa? Còn hơn 100 dặm nữa. Khách quan nghỉ ngơi một chút, ngày mai rồi hắn lên đường. Đi thôi, mời vào trong. Khách quan, ngày trúng nắng rồi sao? Không sao. Được, mời ngài vào trong. Khách quan, mau 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 mau.
Mau, đi tìm Lan Trung đến đây đi. Được. Đã nghe vụ giết sạn Ngân Khố nổi tiếng khắp Giang Tô chưa? Đây là chuyện lớn, ai mà không biết. Lần này coi như chúng ta đang đuổi. Một tháng trước, có người đâm chọc quan trường. Một tờ tấu chương rơi vào tay của Thánh Thượng Càn Long. Ai dám to gan như thế? Ngự sử kinh thành cáo lão hồi hương Đậu Minh Chính. Tốt, quá tốt rồi. Tốt cái gì mà tốt? Triều quyện Điện Cốc hoàn toàn cùng với 7 quan quyện khác cắn ngược lại, nói là lời của Đậu Minh Chính chính là ăn không nói có, vu quan giá quạ. Rồi liên minh lại tố cáo ông ấy lên kinh thành. Bây giờ Đậu lão, một không nhân chứng, hai không minh chứng, chỉ có đợi vào ngục thôi. Bây giờ nói thật khó lắm. Này, ăn. Người nói xem có thảm hay không? Đúng thế. Không nói nữa, không nói nữa. Đại gia, cho tôi chút tiền đi. Cảm ơn, cảm ơn. Người trẻ à, bệnh không nhẹ đâu. Đại phu, vậy tôi ngày mai có thể lên đường được không? Tôi có việc gấp cần đi Dương Châu, nhưng mà sức khỏe không cho phép. Lão gia, có người đã muốn xin gặp. Gia bệnh rồi không gặp ai cả. Đậu Phúc à, nói là ta không khỏe. Lão gia, tiểu tư, người này hai người nhất định muốn gặp. Đậu quản gia là ai vậy? Thi tiên sinh. Là Thi đại ca sao? Đúng. Mau mau mời vào, mau mau mời vào. Tư Hà đại ca, Tuyết Dân cô nương, Đậu bá bá, giảng bối Thi Tư Hà đến bái kiến. Mau mau ngồi đi, mau mau ngồi đi. Tương Hạ, sao cháu lại tới đây? Lần này cháu đi về quê, đi qua Dương Châu, vốn dĩ muốn đến Dương Châu Luận Bình tìm Phạm Tây Bính. Nhưng mà cháu đột nhiên nghe nói người đang gặp nguy hiểm, cho nên trực tiếp đến đây. Tương Hạ, ta lần này e là phải rơi đầu rồi. Đầu bá bá, làm sao mà người biết ẩn tình giết sạch ngân khố của các huyện? Ta từ Kinh Thành lui về Điện Cốc huyện, có rất nhiều người dân tìm đến cửa, nói là nha quyện thu thêm tiền thuế, dân chúng không chịu nổi nữa. Nghe nói ngân khố của quyện đã sớm thành cái kho trống rồi. Ta bèn đi điều tra. Sau đó ta mới đi mấy quyện khác âm thầm điều tra. Những quyện khác cũng trống rỗng như thế. Thậm chí là triều quyện của Điền Cốc hoàn toàn không những tự mình lấy hết ngân khố, hắn ta còn lấy cái danh nghĩa bổ sung ngân khố để cướp bóc lương thực, tiền bạc của nhân dân. Hắn ta ăn lần thứ hai. Trong lúc nóng giận, ta đã viết tấu trương trực tiếp giao lên hoàng thượng. Trẫm thực sự không hiểu nổi. Năm đó khoa cử tuyển chọn nghiêm khắc, người nào người nấy cũng là người có học thức lễ nghĩa, đều là nhân tài ưu tú. Tại sao sau này đều thay đổi rồi? Luật pháp của triều đình không thể xem là chưa nghiêm, trừng phạt cũng không thể là không nặng. Lẽ nào thực sự là nghiêm ngặt là giả dối sao? Tiền còn quan trọng hơn cả cái đầu sao? Đô ngự sử sát diện tả, có thần, trẫm phái người lập tức đến Giang Tô, điều tra rõ chân tướng việc mà Đậu Minh Chính báo lên. Thần tuân chỉ. Hoàng Tri Quyện à, chúng ta nói thẳng, nếu như ngày hôm nay không khai, hôm khác một khi điều tra ra chân tướng, tội thêm một tội đó. Tuần phủ đại nhân, hạ quan thực sự là bị quan. Tuần phủ đại nhân, ngày xem nên xử như thế nào? Giao sổ sách, mở ngân khố để đối chiếu. Đại nhân, mời. Các vị đại nhân, mời cân đo. Nếu như thiếu một cân một lạng, quan mổ cam tâm lĩnh tội. Đậu ngự sử, trong tấu chương của ông không phải nói kho thóc là trống không sao? Qua cân đi. Dân, cân. Ta ở huyện Điền Cốc điều tra 3 ngày liền, đối chiếu sổ sách, kiểm tra kho. Kết quả thực sự như hoàn toàn nói, lương thực, ngân lượng đều không thiếu. Đồng thời cũng không có bất cứ người dân nào đến nha quyện để cáo trạng nữa. Ta lại theo Khâm Sa đại nhân Tuần phủ đi những quyện khác, kết quả đều giống như huyện Điền Cốc.
sạch sẽ, không có bất cứ nơi nào trống không. Khâm sai đại nhân nói câu công đạo, đây là những quan tước phẩm không dễ làm chút nào. Thu lương thu thuế, vừa khổ vừa mệt, ngày ngày phải đối diện với điêu dân ngu dốt, làm cho tâm lý tiêu tụy đi nhiều, còn phải chịu những kẻ đâm sau lưng, khó quá. Khâm sai đại nhân, Đậu Minh Chính nghe bóng nghe gió, Du Quan giáo họa, điên đảo trắng đen, bôi nhọ danh tiếng của người khác, chúng tôi tri quyển tác phẩm cùng nhau thượng tấu, cầu xin hoàng thượng xem xét trị tội Du Quan giáo họa. Xin đại nhân truyền lên trên. Tiếp nhận tấu chương, liên minh của các quan viên địa phương Giang Tô, quả tốc 600 dặm, trực tiếp dâng lên thánh thượng. Đồ Bá Bá, người không có nhân chứng sao? Nhân chứng lúc đó đều rụt đầu rồi. Trước khi quan phủ nghiệm thu kho thì đã bổ sung đầy đủ, vì khẳng định là vay mượn lương thực và tiền của nhân dân rồi. Nếu như thế thì cũng phải xuống hiện giấy nợ bằng chứng. Bọn họ sợ quan phủ báo thù, làm sao có thể giao ra giấy nợ bằng chứng chứ? Đậu Minh Chính, người Du Quan giáo họa cho quan phủ phạm tội lớn, tuần phủ Giang Tô hạ lệnh áp giải ông lên Dương Châu, đưa đi. Cha tôi có bệnh. Đậu Bá Bá, cháu sẽ nghĩ cách. Lão gia, cha. Tuyết Dương, lão gia tội chết khó thoát. Thỉnh an Lý đại nhân. Người đến rồi. Lý Vệ Quynh, Quynh thật là nhiều trò thật đấy. Trước khi hoàng thượng động thân đã báo tin cho chúng tôi rồi. Tôi cũng chuẩn bị trước được, làm sao mà tôi không báo được. Hoàng thượng từ khi nhận được tấu chương của quan viên Giang Tô, đêm đó mới ngủ, ngày hôm sau vừa mới sáng sớm đã động thân đến Giang Tô rồi. Hạ thần khấu kiến thánh thượng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bình thân, tạ thánh thượng. Thánh thượng, tại sao người lại đến Dương Châu? Du Sơn Ngoạn Thủy đến xem Dương Châu luận bình. Thánh thượng ở kinh thành đêm ngày vất vả, ra ngoài để thay đổi tâm trạng cũng tốt. Thay đổi thế nào? Không phải là thiên hạ thái bình, khắp nơi múa hát không? Cái này vốn chỉ muốn ngươi làm cho thuận. Người nào nên chịu tội thì chịu tội, người nào nên giúp đỡ thì giúp đỡ. Nhưng ngươi thì hay rồi, quan tham không điều tra ra một ai, lại làm thành cái gì bảy tri quyện liên minh với nhau tấu. Chuyện càng ngày càng lớn, càng ngày càng thấy lạ. Giang Tô là trọng điểm sản xuất lương thực, Giang Tô loạn, Đại Thanh nhất định loạn. Trẫm ở kinh thành làm sao có thể ngủ yên? Vì thần không biết làm gì, để cho thánh thượng lo lắng. Đậu Minh Chính là người như thế nào trẫm biết. Ông ấy tính tình thẳng thắn, cố chấp với quan điểm của mình, lời của ông ấy không thể tin hết. Nhưng ông ta ghét cái ác cái xấu, dám nói lên sự thật. Trẫm không tin Giang Tô thật sự trong sạch như thế. Thánh thượng, thần ngày mai triệu tập quan viên có liên quan của Giang Tô, bẩm báo chi tiết lên thánh thượng. Không, trẫm không muốn gặp bọn họ, cũng không muốn bất cứ ai tiết lộ tin tức trẫm đến Giang Tô. Trẫm muốn đích thân tìm hiểu quan tình dân tình. Thần nguyện đi cùng thánh thượng. Trẫm không phải là lần đầu tiên đến Dương Châu, lẽ nào còn đi lạc đường sao? Đi làm việc của ngươi đi. Hoàng thượng, ngươi hôm nay sắp xếp thế nào? Trẫm nghe nói Dương Châu luận bình rất náo nhiệt, các cao thủ hội tụ vô cùng đặc sắc. Trẫm muốn đi xem. Mời mời mời. Mời vào trong. Mới mẻ quá, tự mình đánh với mình. Một người hai đầu hả? Hoàng gia, người xem cái gì thế? Ta đang nghĩ tay này là Đậu lão đầu, tay này là các quan viên Giang Tô, cuối cùng ai sẽ thắng?
Hoàng gia, ngài đừng nói nữa, đi chỗ khác xem. Đi thôi. Thật là thú vị. Khó đi. Đều nói lòng người cách da bụng, làm gì không biết. Nhưng mà xem hai người này đi, hỗ trợ lẫn nhau, hai người mà cũng một lòng. Nếu như các quan viên đều có thể như thế, giang sơn của Đại Thanh không phải cũng có thể như bàn cờ dây này, người khác có thể phá vỡ được sao? Hoàng gia, bên đó xem bên đó đi. Đi. Bắt Đại Long. Đại Long bị nhốt rồi. Câm miệng. Rồng là rồng, bị nhốt cứng thì không phải là rồng. Ngươi đi, nói với hắn Bạch Tử Phi. Bạch Tử Phi, người khác đi chỗ khác, không được nói. Ngươi hiểu cái gì? Đi lên trước xem. Không đúng, có người mắc nước. Đại Long sống rồi, thật sự sống rồi. Bàn cờ này không được tính. Bớt giận, chờ tiếp đi. Các người đứng lại. Vừa nãy có phải các người lén lút mắc nước không? Đúng thì thế nào? Dương Châu Luận Bình là thi đấu chính thức, người ngoài không được nói. Người vi phạm phạt tiền. Hoàng gia, đừng quan tâm đến hắn, chúng ta đi. Gây quả các người có thể chạy được sao? Lên cho ta. Lý quản gia, thôi bỏ đi. Hoàng gia, xin hỏi các vị là ai? Người xem cờ. Phạm Tây Bính ở đâu? Ta muốn gặp hắn ta. Vị gia này, Phạm Tây Bính hôm nay chưa đến đây, mọi người cũng đang đợi hắn. Ta đang nghĩ muốn làm một đại thiên nguyên đấu một trận với Phạm Tây Bính, có được không? Vị đại gia này, tôi nhìn ra ngài nhất định là cao thủ. Vừa nãy nước cờ vừa rồi rất là lợi hại. Nhưng mà muốn làm đại thiên nguyên nhất định phải được các cờ thủ công nhận là cao thủ mới được. Mời ngài báo danh đi. Hoàng gia, đi thôi. Không, thiên nguyên này ta nhất định phải làm. Hơn nữa còn phải là thiên nguyên mạnh nhất. Không tham gia sơ luận, trực tiếp đấu với Phạm Tây Bính, thế không được. Trừ phi lão gia là bộ thương dân gạo tài trợ cho Dương Châu Luận Bình, chúng tôi lập tức phong ngài làm thiên nguyên danh dự, không cần sơ luận, trực tiếp đấu với Phạm Tây Bính. Ta hiểu rồi. Thương nhân Dương Châu này, hắn ta bỏ tiền ra là có thể phá lệ, có đúng không? Được, vậy ta cho ngươi một cái đại danh, có phải cũng có thể phá lệ không? Dương Châu Luận Bình giang nam đều biết, danh tiếng đã đủ lớn rồi. Nếu như ta bằng quan hệ nhờ đương kim hoàng thượng thưởng một tấm biển, trên biển là viết thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ, không biết có thể sánh được với bàn cờ vàng đó chưa? Biển của hoàng thượng ban cho, vậy có ngàn vàng khó mà có được. Nhất ngôn củ đỉnh, biển có thể lập tức đưa qua. Gia là ai vậy? Điều không nên hỏi thì đừng có hỏi. Hoàng gia, mời. Chưa chắc. Các người đã nghe thấy chưa? Biển của hoàng thượng đó, biển ban tặng đó. Tôi đi Dương Châu đi. Người trẻ à, bệnh của ngươi vẫn chưa khỏi, chưa thể đồng đầy được đâu. Tôi còn không đi chính là nuối lời, có lỗi với bằng hữu. Ngươi xem, nào. Ngươi nằm xuống đi. Khấu đầu lần 1, khấu đầu lần 2, khấu đầu lần 3. Đứng lên.
Đây thực sự là biển của Hoàng thượng ban tặng. Sợ là giả đó. Làm sao có thể nhanh như thế? Có được ngựa biển của Hoàng thượng ban luôn. Chúng ta bị người ta lừa rồi. Vì tranh đại thiên nguyên, mọi người mà sống mà chết mấy hôm rồi, người nào cũng gầy gộc cả đi. Nếu như có người lấy cái bản giả đến, đã được làm đại thiên nguyên rồi, chúng ta không phải là quan quá sao? Tôi cũng phải bỏ ra một cái bàn cờ vàng đó. Các người mới cho ta làm đại thiên nguyên, đây chỉ là một tấm bản gỗ giả thôi mà. Vậy mà lại có người dám giả mạo thánh thượng, không cần đầu nữa à? Ai là chủ quán cờ này? Không sai đại nhân, là tại hạ. Dương Châu Luận Bình là tiểu nhân tổ chức. Các người từ đâu mà có được ngư biển của Hoàng thượng vậy? Mấy ngày trước có mấy người đến, trong đó có một người tên là Hoàng Gia. Lẽ nào là thánh thượng đến quán cờ này rồi? Ông nói ta cũng không tin. Mau chóng phái vài tay mắt ở trong quán cờ này. Dân, nói không chừng ngày ấy còn sẽ đến. Dân, thuộc hạ làm ngay. Đại nhân mời. Mời. Ngự biển, thực sự là ngự biển đó. Tôi hỏi một câu nữa, Phạm Tây Bính này rốt cuộc là có đến không? Đúng thế. Đậu lão đầu, mở mắt ra xem, xem ta là ai. Đậu lão đầu, ông đó nghe ta nói, ông đó cứ nhận tội thì là xong. Ông nói ông già rồi hồ đồ. Vốn dĩ là nghe dân chúng nói, không có tra rõ sự tình. Như thế, ta còn có thể ở trước mặt sáu vị quan huyện đảm bảo cho ông cái mạng già. Ông xem thế nào? Hoàn toàn đám người các ngươi tham ô, coi tự dương pháp, mua lợi lừa đảo. Lão già đáng chết này, tôi cho ông tố cáo. Cho ông tố cáo này. Quản tri huyện bớt giận, nếu đánh chết ông ta, tiểu nhân sẽ không ăn nói được. Người hiểu cái gì? Ông ta sớm muộn cũng sẽ không thoát tội chết. Ông ta đắc tội không chỉ một mình tôi, là đắc tội với tất cả các quan viên giang tô, làm hỏng quy tắc. Công Tôn Sách, người nói sáu người này, người nào có thể đi tiếp? Hôm nay sẽ có kết quả. Nhưng mà Phạm Tây Bính không đến, cuối cùng cũng phải làm thế nào? Đừng gấp, vẫn chưa đến cuối mà. Ngược nhất phất cử sĩ, 10 lượng bạc. Quan tri quyện đề, 10 lượng bạc. Được, đến tôi rồi. Hội tiết đầu, 10 lượng bạc. Không, đến 5 lượng nữa. Sổ sách được bao nhiêu rồi? 1000 lượng rồi. Đưa đi, đừng để bên ngoài. Công Tôn Sát à, Công Tôn Sát. Tôi nói tại sao ngươi lại nhiệt tình với Dương Châu Luận Bình thế này? Thì ra là vì cái này sao? Ngươi mà đều là vì lợi ích cả. Tiểu thư, đừng khóc nữa. Thì đại nhân sẽ tìm cách để cứu lão gia. Ngày ấy sẽ có cách. Thì đại ca, đã tìm ra cách chưa? Bây giờ chỉ có thể dùng chiêu cờ hiểm mới có thể cứu được đầu bá bá thôi. Nhưng mà cô phải xuất đầu lộ diện. Chỉ cần có thể cứu được gia muội, muội làm gì cũng được. Là thế này. Chiêu thân rồi, chiêu thân rồi.
Khúc đàn này chỉ trên trời mới có. Nữ nhân này chắc chắn là tiên tử ở trên trời giáng xuống rồi. Có chút giống ném tú cầu chọn con rể. Các vị nghe tôi nói, phủ chúng tôi là thế gia cờ dây. Tiểu thư tôi 28 tuổi, không gả cho ai ngoài cao thủ cờ dây. Người nào nguyện lấy cờ dây chiêu thân, không quan tâm giàu nghèo sang bần, không quan tâm đẹp xấu gầy béo, chỉ cần có thể thắng được huynh trưởng của cô ấy, đều có thể cưới cô ấy về làm vợ. Dương Châu Luận Bình bên đó là tranh bàn cờ vàng, bên này là tranh thiên kim tiểu thư. Một chiếc bàn cờ vàng, một thiên kim tiểu thư. Các người muốn cái nào hơn? Thiên kim tiểu thư. Đời đã, không phải tất cả mọi người đều có thể vào trong. Tôi phải nói rõ trước với các vị, cái này bắt buộc phải có căn cứ dây mượn của các châu quyện Giang Tô thì mới được vào. Căn cứ dây mượn gì? Đó chính là bằng chứng dây mượn lương thực mà các quan viên các quyện châu mượn của các bà con. Bắt buộc phải có con dấu của quan phủ đó. Tôi là người của phủ Ninh, quan phủ mượn nhà tôi 200 lượng bạc, nhưng mà giấy nợ ở nhà tôi. Tôi là người bảo ứng, giấy nợ này là mang theo bên người, được không? Được. Giấy nợ của tôi cũng mang theo bên người, vậy được. Tôi là người của Mộc Dương có giấy nợ của quan phủ mượn 20 bao gạo. Ngày mai đến có được không? Được, ngày mai cũng được. Các người mau về nhà lấy đi. Đến muộn sợ là tiểu thư nhà tôi sẽ bị người khác đưa đi rồi. Các vị mau chóng ngồi đi, chúng ta sắp bắt đầu rồi. Anh trai của tiểu thư đâu? Công tử ngồi bên trong. Ra ngoài đánh đi. Công tử có tật ở chân, đi lại không tiện, để cho nha hoàn truyền tin cho cậu ấy. Thiên hạ có chuyện tốt vậy sao? Đánh cờ hay thì có thể lấy được mỹ nhân. Sợ là chưa nghe thấy đây. Nếu như đã thua thì sao? Công tử nhường ngươi hai con. Nếu như ngươi thắng thì có thể đưa tiểu thư đi. Nếu thua để giấy nợ lại. Thế thì công bằng rồi, tôi chấp nhận. Tôi đấu chẳng qua là 10 bao gạo thôi. Được, vậy thì tốt. Vậy thì bắt đầu thôi. Khúc đàn này chỉ có trên trời mới có. Đi đi. Sao thế? Chúng ta đến Giang Tô Luận Bình. Chuyện gì thế? Đi Giang Tô Luận Bình. Sao lại mọc ra Giang Tô Luận Bình chứ? Giang Tô Luận Bình còn to hơn cả Dương Châu Luận Bình. Hai vị thiên nguyên, cái ngài đi đâu thế? Chúng ta vừa mới đánh xong một ván cờ, ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Các người đã thắng được Cao Tăng Ami với đầu trưởng Thanh Thành rồi. Đương nhiên. Bọn họ đây là đến Giang Tô Luận Bình rồi. Hai người này cũng là tham lam quá rồi. Trên Dương Châu Luận Bình còn muốn tranh bàn cờ vàng của ta. Bây giờ là đến Yên Vũ Lầu bên đó để tranh giành thiên kim tiểu thư Giang Tô Luận Bình. Hai người bọn họ là muốn tàn sát đều có được. Thì tiên sinh, hai người này không dễ đối phó đâu. Nghe nói là cao thủ bậc nhất gì đó. Ở Dương Châu Luận Bình bên đó, tranh được top 3 rồi. Giấy nợ có lý, nhất định phải thắng được. Thì tiên sinh,
Ngài đừng bị thua mất tiểu thư đó nhé. Đậu quản gia, cứ yên tâm đi. Ông đến chỗ của Tuyết Giận tiểu thư đi. Được. Người ở giang tô lộ mình có đông không? Có cửa lớn không? Các người thắng thì đội tiểu thư nào thế? Thắng cái gì mà thắng? Đại ca chơi cờ rất lợi hại, nhường hai bước vẫn thua hơn mười mấy con. Người đánh dấu hổ thiết đầu cũng chỉ thua có năm con thôi. Hổ thiết đầu cũng không thắng nổi người ta đâu. Tôi dám nói ở đây không ai là đối thủ của hắn ta đâu. Tôi thấy các người đã mắc bẫy rồi, trúng mỹ nhân kế của người ta. Tôi cam tâm tình nguyện. Bọn họ cứ không được làm ăn. Đi, đến yên chủ lầu của bọn họ. Được. Thua rồi. Người là giấy nợ 20 lượng bạc đúng không? Tôi là giấy nợ 10 bao gạo. Quynh à, đây là cái gì? Đây là mỹ nhân kế. Xem, huynh đệ quan thị cũng bị loại đó. Bọn họ là thiên nhiên của Dương Châu Luận Bình, đang nằm trong top 3. Thế sao? Đi đâu có thể lấy giấy nợ? Xem đi, bên đó có bán giấy nợ đó. Hai vị, khoan đã. Tôi muốn gặp cao thủ bên trong kia. Vậy không được. Nếu như không cho gặp thì không cho giang tô lộn mình các người tổ chức tiếp đâu. Tại hạ Công Tùng Sách, là ông chủ quán cờ Sầu Tây Hồ, đang chủ trì Dương Châu Luận Bình. Xin hỏi quý tính đại danh của công tử. Thứ tội không thể nói, mong tiên sinh thứ lỗi. Nào, mời ngồi. Công tử, muốn thương lượng với huynh một chuyện, có thể để giang tô Luận Bình với Dương Châu Luận Bình hợp làm một không? Hai nhà hợp tác làm một nhà. Nhìn rõ đi, đều là con dấu của quan phủ đó. Tiền thì phải gấp đôi. Gấp đôi? Tại sao? Chúng tôi từ quyền nhỏ dưới kia lấy giấy nợ lên, ít nhất cũng phải kiếm một chút tiền đi đường chứ. Cái gì đắt thế nhỉ? Không cần thì thôi. Tôi mua. Nhìn công ra, công tử là cao nhân cờ dây. Nếu như công tử đến chỗ chúng tôi thi đấu, có hy vọng lấy được đệ nhất đại quốc thủ đó. Còn có bàn cờ vàng, ngựa biển. Công tôn tiên sinh, vốn dĩ tôi chỉ muốn lấy cờ dây chiêu thân, không ham hố những cái đó. Bằng hữu, nói trắng ra, mọi người đều là người kinh doanh. Những giấy nợ mà các người thắng được đó không phải là tổ tiên đổi lương thực sao? Nếu như công tử đến chỗ chúng tôi, làm ăn càng được lớn hơn, cược cờ sẽ càng nhiều hơn, tiền cược lại càng nhiều. Kiếm được tiền, chúng ta chia đều. Làm ăn trên giang hồ, đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Công tôn tiên sinh, nói cho người biết, ta là lão giang hồ của Dương Châu, chính là Thông Đạo Thiên. Tôi có thể có được người biển của hoàng thượng, hắc đạo, có thể khiến người ta không đi được đường nữa. Giang tô Luận Bình cướp gì làm ăn của Dương Châu Luận Bình, hôm nay bác buộc phải dọn đi. Công tôn tiên sinh. Thì tiên sinh, đây là con rắn đầu đàn. Đầu quản gia, chúng ta thắng bao nhiêu giấy nợ rồi? Giấy nợ bạc mấy trăm lượng, mượn thóc mấy chục bao. Quyền điện cốc thì sao? Không có cái nào cả. Tôi cần nhớ chính là giấy nợ của Quyền Điền Cốc. Tiên sinh, tôi đến để lấy cờ chiêu thân. Được, tiên sinh mời ngồi. Thế nào, công tử vẫn nhường tôi hai con? Vậy ngài đi thêm một con cũng được. Vậy nếu như tôi thắng rồi thì phải làm sao? Vì đương nhiên tiểu thư gả cho tiên sinh rồi. Tiểu thư thì tôi không cần. Tôi lại muốn gặp vị công tử chơi cờ đó. Thank you.
Khai cục có hơi kỳ lạ. Đối thủ là người như thế nào? Một người thanh niên lừa tiền. Tại sao không trực tiếp cược tiền mà là cược giấy nợ? Giấy nợ là giấy gì? Là chứng cứ. Nếu như để đối thủ của các ngươi có được thì đó chính là bằng chứng thép để lập lại vụ án ăn khống gian tô. Không sai đại nhân anh minh, hạ quan hồ đồ rồi. Mau đi, mau đi, mau bắt cái tên đó lại cho ta. Bắt đi, bắt đi. Dân Thi đại ca. Huynh, đệ sớm đã biết là huynh rồi mà. Mau, mau lên. Cha. Tham quan thì ung dung ngoài kia, người trung hiền thì lại gặp nạn. Thật sự là trắng đen điên đảo. Lão gia, những chứng cứ này đủ để chứng minh bọn họ mượn lương thực tiền của để lắm ngân khố, giấy trắng mực đen, còn có quan ứng đỏ. Chúng ta có thể lật lại vụ án rồi. Đáng tiếc, những giấy nợ này thánh thượng không xem được. Đậu Bá Bá, hoàng thượng đã ở Dương Châu, nhưng mà các người không gặp được ngày ấy đâu. Người yên tâm Bá Bá, hoàng thượng thích cờ dây. Chỉ cần Phạm Tây Bính trở thành đệ nhất đại quốc thủ, hoàng thượng nhất định sẽ ban thưởng. Đến lúc đó chúng ta có thể tiếp cận ngày ấy rồi. Phạm đại ca, Thi đại ca, tôi cầu xin hai người, gia tôi sống hay chết đều phụ thuộc vào các huynh. Tuyết Dân, mau đứng lên đi. Cô yên tâm, hai chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức thay trời hành đạo, tuyệt đối sẽ không từ. Giang Tô luận bình. Vậy giấy nợ ngươi rốt cuộc là đã lấy được chưa? Chúng tôi đến một bước, cuộc thi cờ đã giải tán rồi. Nói như thế, trong dân gian thực sự là có người có giấy nợ của quan phủ vay mượn gạo. Vậy như thế động minh chính không phải là ăn không đó có rồi. Thần cũng nghĩ như thế. Xem ra Dương Châu luận bình này trẫm nhất định phải tham dự. Nói thật lòng, lần này để đến Dương Châu không phải để tranh thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ gì cả, chỉ là muốn kết giao với một số cao thủ cờ dây, vui vẻ một chút mà thôi. Ta biết, nhưng mà thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ này để bắt buộc phải tranh, bởi vì có như thế mới có thể gặp được hoàng thượng, cũng có thể như thế mới có thể trình diện được những thứ này, vạch trần án giết sạch ngân khố này. Nói thì dễ, Dương Châu luận bình cao thủ nhiều như vậy, đừng nói là top 3, ai ai cũng là anh tài bàn cờ nổi tiếng. Sao đệ lại khiêm tốn thế? Yên tâm đi, ta đi xem qua rồi, đánh giá một cách công bằng. Thực lực của top 3 đó không thể xem nhẹ, nhưng mà bọn họ cũng có yếu điểm. Thế này, ta bây giờ sẽ nói cho đệ phong cách chơi cờ của bọn họ. Các vị, Dương Châu luận bình top 3 đã được quyết định. Người chiến thắng là nhất phất cư sĩ Sơn Đông. Hay. Hồ Triệu Lân của Dương Châu. Hay. Quan Thị huynh đệ Liêu Châu. Hay.
Bây giờ bước vào định luận, tranh đoạt đệ nhất đại quốc thủ. Hay, hay. Đối với top 3, làm sao để tranh đoạt đệ nhất đại quốc thủ? Vẫn phải nghe cao kiến của các vị. Bốn người của top 3 đánh với nhau, người nào nhiều điểm thì thắng. Chúng ta luận bốn người, 2-2. Hai quân đội chúng tôi đánh với hai người. Không, bốn người luôn phiên nhau, người nào thắng nhiều nhất thì thắng. Top 3 các ngài, ba ý kiến khác nhau. Tôi phải làm sao? Các người nói xem phải làm sao đây. Người nào nhiều điểm thì thắng. Đánh hai trước, sau đánh đơn, tính theo con số. Người nào thắng được nhiều hơn thì thắng. Phạm Tây Bính đến rồi. Phạm Tây Bính, chào các vị, chào các vị. Xin chào, xin chào. Phạm Tây Bính, Phạm Đại Sư. Phạm Tây Bính, Phạm Tây Bính, Phạm Tây Bính. Các vị, các vị. Dương Châu luận bình, vì Phạm Tiên Sinh này mà có. Các vị kỳ thủ Trường Nam Đất Bắc là muốn còn sát tài nghệ với Phạm Tiên Sinh đây, hoàn toàn tự nguyện. Phạm Tiên Sinh cuối cùng cũng đã đến như ý nguyện. Phạm Tiên Sinh là lưu chủ, là chuyện đã được định trước. Mọi người đừng ngóng chờ. Hay, hay. Các vị, tôi xin nói rõ, kỳ thủ mà tôi bái phục nhất trong thiên hạ chỉ có một, Phạm Tây Bính. Quá khen, quá khen. Bàn cờ vàng của tôi chính là vì cậu ấy mà làm. Phạm không làm lôi chủ, tôi lập tức sẽ đem đi. Phạm đại sư, lôi chủ. Sáng ngày mai, Dương Châu luận bình sẽ định luận cuối cùng. Phạm Tây Bính thủ, top 3 sẽ công. Mỗi người một trận, người chiến thắng cuối cùng là thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ. Được. Về đi. Phạm Tây Bính làm lôi chủ. Được. Cơ này có hy vọng rồi. Xem ra người biển của Thánh Thượng nhất định sẽ thuộc về cậu ta rồi. Không thuộc về hắn thì về ai? 3 năm không gặp tên tiểu tử này rồi, trẫm thật sự là thường nhớ đến đó. Khắp thiên hạ này chỉ có một mình hắn là dám thắng trẫm. Dũng khí là đáng yêu. Lần này trẫm ở Dương Châu ban thưởng cho hắn lại thêm một tấm biển lớn. Trẫm muốn xem hắn có giống như năm đó, tràn đầy khí quyết, không quan tâm đến cái gì không. Hai vị đại nhân, Hà Quan đã tra rõ người thu giấy nợ của Giang Tô Luận Bình chính là quản gia của Đậu Minh Chính, Đậu Phúc. Tiểu thư xinh đẹp đó chính là con gái của Đậu Minh Chính, Tuyết Dân. Người chơi cờ đó chính là Thi Tương Hạ, là người chơi cờ hàng đầu kinh thành. Còn có người trẻ tuổi sau đó chính là Phạm Tây Bính. Mọi người nghe đi, đều hiểu chưa? Nhưng giấy nợ đó đều nằm trong tay của Phạm Tây Bính. Nói không chừng sẽ giao trực tiếp cho Thánh Thượng. Ta lần này tới Giang Tô không có lấy của bất cứ ai trong số các người một lượng bạc. Trong sạch, nói trong sạch chạy thoát được. Dù án giờ giấy ngừng khổ của các người bị lộ, ta nhiều nhất cũng bị trách phạt không quản lý được tốt. Nhưng các người thì khác. Các người có tội đôn đốc điều tra, không đến nơi đến chốn, bao che tham ô. Cái này là phải lột mũ chặt đầu. Không sai đại nhân, đừng quá sợ. Giấy nợ rơi vào Giang Tô Luận Bình rất ít, đặc biệt là huyện Điền Cốc. Mượn tiền và lương thực để lấp đầy ngân khố, người hoàn toàn tìm đến đều là những thương hộ giàu có, không có dây mượn lung tung. Đại nhân, Phạm Tây Bính liệu có thể nào giành được danh hiệu thiên hạ đệ nhất, giành được đại quốc thủ, còn dám gieo phiếu nợ lên cho hoàng thượng? Vẫn là chuyện chưa chắc chắn được đâu. Nói cho các người biết, phân trên mông của các người, các người tự đi mà chùi đi. Quynh à, thực sự là rượu ngon. Không hay rồi, giấy nợ mất rồi. Cái gì?
Lẽ nào đây còn là ăn trộm gia? Không, tuyệt đối không phải là hành vi của bọn trộm gia. Lẽ nào là lũ tham quan vô liêm sỉ? Một chiêu không cẩn thận cả bàn cờ lỡ hết. Không, bàn cờ này mới đánh đến nửa đường, ai thắng ai thua còn chưa chắc. Ngươi xem, đây là cái gì? Đại nhân, tại hạ có lỗi lơ là. Tội lơ là. Thôi bỏ đi, đứng lên đi. Giả vờ cái gì chứ? Chuyện này ai mà lại không biết rõ chứ? Chỉ cần ta bảo vệ được, báo cáo kết quả lên cho hoàng thượng, mọi người bình an vô sự thì tốt hơn cả. Đại nhân, đây là 20 vạn lượng bạc, là tấm lòng của Hạo Quang. Mong đại nhân châm trước. Đám người các người, phải để ta nói thế nào đây? Dân, mời đại nhân. Ta vẫn là lo Phạm Tây Bính. Lý đại nhân, mời. Mời ngay. Trận đầu tiên là Phạm Tây Bính đấu với Nhất Phi. Phạm tiên sinh đề nghị, dán cờ này khác với thông lệ bình thường. Dựa theo sở trường của Nhất Phất cư sĩ, phương pháp đổi cờ dây tay trái. Người nào ra cờ nhanh, nước cờ đẹp, thì người đó thắng. Hay! Phạm Tây Bính này quá ngông cuồng rồi. Lấy sở đoạn của mình để tấn công sở trường của người khác. Há không phải là tự tìm khổ vào người sao? Bắt đầu! Mời! Thừa nhận! Hay! Phạm tiên sinh, mau đánh đi. Có trò hay xem rồi. Dân gian có truyền giáo, Phạm Tây Bính đánh cờ như bay, làm sao nhanh như tư duy của Nhất Phất cư sĩ được? Hoàng thượng còn nói, quán quân không phải là Phạm Tây Bính thì là ai? Tôi xem chưa chắc. Phạm tiên sinh, ra cờ chậm như thế sẽ thua đó. Tốt nhất là Nhất Phất thắng, như thế mọi người đều yên tâm rồi. Tôi cược Nhất Phất 20 lượng. Sớm đã nghe nói Nhất Phất cư sĩ là dị nhân bàn cờ. Lần này đủ cho Phạm Tây Bính chống đỡ rồi. Sách về đánh cờ đã truyền chưa? Bẩm hoàng thượng, Lý đại nhân đang thủ ở bên đó. Trận cờ này sẽ dùng ngựa truyền qua. Được, chậm muốn xem Phạm Tây Bính đối phó với Nhất Phất cư sĩ này như thế nào. Người thay trẫm đi làm gì? Dân. Cờ của tôi xong rồi. Phạm tiên sinh, thế đã xong rồi sao? Xong rồi. Tại hạ muốn đi vệ sinh.
Thế không đúng, bàn cờ còn chưa điện đầy mà. Ngươi tưởng là kho thóc nhà ngươi à? Cứ phải đầy mới được sao? Ta không hiểu, các người xem đã hiểu hết chưa? Chưa. Tiểu đệ hiểu. Hắn ta hiểu sao? Hắn là ai? Các gì? Cờ của nhất phó cư sĩ rất dễ hiểu, không cần nói nhiều. Còn xem cờ của Phạm Tây Bính, cậu ta dựa theo thủ pháp của hai vị tiền bối đại quốc thủ phân biệt chơi cờ. Người trắng, Chu Đông Hầu Giả. Người đen, Hoàng Long Sĩ Giả. Một long một hổ, xưng bá bàn cờ hơn 20 năm. Phạm Tây Bính dựa theo tư duy của hai người để đánh. Lực lượng ngang nhau, nhưng thua thắng thì đã định. Quân trắng, giữa bàn đã thua. Bởi vì quân đen đã quân bài chắc thắng rồi. Trong vòng 10 bước nữa, quân trắng nhất định sẽ chết. Tiểu nhân hiểu biết kém, mong các vị chỉ giáo. Ta không tin. Cờ trắng làm sao có thể chết được chứ? Người ta không phải là vẫn còn sống sờ sờ đó sao? Nếu như vị tiên sinh này không tin, ngài cầm quân trắng, tôi cầm quân đen, chúng ta đánh một bàn cờ thế nào? Không, ta đến đánh cờ ở đâu cũng không biết. Vị nào có thể đánh tiếp? Ta không tin quân trắng sẽ chết. Mời quân trắng hạ ở đây. Đánh chết. Đi xem là ai đánh với ai. Quản hắn đánh với ai làm gì. Hồi tiết đầu không quan tâm Phạm Tây Bính hay không Phạm Tây Bính. Đánh bại cái tên mặt trắng đó cũng coi như là đánh bại Phạm Tây Bính. Quân trắng ở đây. Lại ăn tiếp. Quả nhiên là đen thắng. Thừa nhận. Ta cũng hiểu rồi. Cờ của Phạm Tây Bính thật là thần kỳ. Các vị, dán cờ giữa hai người Phạm Tây Bính với nhất phó cư sĩ, người nào hay hơn? Phạm Tây Bính. Nhất phó cư sĩ, ngày tới thế nào? Tại hạ khâm phục khẩu phục. Ngày đã nhường rồi. Dán cờ tiếp theo Phạm Tây Bính thủ lôi, thắng rồi. Hay. Ở đây có thể mua được giấy nợ. Giấy nợ gì? Giấy nợ quan viên Giang Tô mượn gạo, mượn tiền của dân đó. Không có. Này, ngươi có giấy nợ không? Có. Ngươi lấy tiền ra trước đã. Cấp cái gì? Ngươi đưa cho ta tiền, ta mới đưa cho ngươi. Được rồi. Này, ở đây. Ngươi muốn giấy nợ sao? Này, 20 lượng của tôi. Này, ngươi làm cái gì thế? Dương Công Công. Lý đại nhân à, ông cũng đến Dương Châu sao? Ngày mua cái gì thế? Tôi mua cái gì? Còn phải bẩm báo với ông được sao? Nghe nói ngày ra giá gấp 3 lần. Có thể nào tôi trả gấp 6 lần, bán cho tôi được không? 10 lần. Được. Tuyệt vời. Phạm Tây Bính đánh quá tuyệt. Đây phân biệt đường cờ của Chu Đông Hầu và Hoàng Long Sĩ. Thánh thượng. Giấy nợ đã tìm được chưa? Nô tài ở trong quán cờ ra giá gấp 3 lần mua lại giấy nợ của quan gia, nhưng không ai có. Đây là tin tốt. Đúng thế. Chứng tỏ Giang Tô không có chuyện dây giết người khố dân. Đồng minh chính như thế là dựng chuyện lên rồi. Như thế Trẫm yên tâm rồi. Đầu lão đầu này có tội du khống về kinh. Trẫm sẽ đem Dương Châu luận bình về kinh. Dáng thứ hai, quan thiện huynh đệ đối với Phạm Tây Bính.
Dáng này là tứ thiên đồ, mỗi bên hai người đánh. Phạm Tây Bính cần phải tìm một người chơi khác để liên thủ, không biết người nào có thể hợp tác. Người Thuyết Minh cờ, người Thuyết Minh cờ. Các vị, người tôi đã chọn rồi. Tôi muốn mời ông chủ U liên thủ với tôi. Tôi sao? Đúng thế. Tránh ra, tránh ra. Phạm đại sư của tôi, có thể liên thủ với đại sư là phúc ba đời, là phúc ba đời. Sau khi đánh cờ xong, tôi có gì muốn thỉnh cầu? Có chết cũng không từ, có chết cũng không từ. Các vị hân hạnh các vị, cổ vũ tôi nào, cổ vũ tôi đi. Bắt đầu. Tôi cược quan thị huynh đệ 50 lượng, 60 lượng. Cờ xấu thế. Hay, hay. Ngươi xem Phạm Tây Bính đánh kìa. Cơ hay. Quan thị huynh đệ đánh hay lắm. Cơ hai huynh đệ người ta là bổ sung cho nhau mạnh quá. Uông Bá Chiêu này khắp nơi gây phiền phức cho Phạm Tây Bính. Người mau giúp ta đi. Ông chủ U, muốn đánh ở đâu thì cứ đánh ở đó. Xấu quá. Tôi giả vờ thôi. Giả vờ. Người đâu? Mau dìu ông chủ U xuống. Được rồi, cờ đánh xong rồi. Quan thị huynh đệ thắng rồi. Ngồi ngồi, ngồi xuống đi. Ngày gấp cái gì? Chủ trì người ta vẫn chưa nói. Uông Bá Chiêu đã đi nghỉ ngơi. Cờ này tính thế nào? Cờ chưa đánh xong, đủ người khác đánh tiếp. Thêm người khác tiếp tục đánh. Người nào đồng ý liên thủ với Phạm Tây Bính? Nghe thấy chưa? Cờ còn chưa đánh xong. Tôi. Mời lên đây. Được, được. Nhất Phất cư sĩ, ông thấy ván cờ này thế nào? Hình thế bàn cờ phá vỡ, không có lực.
Tôi cũng thấy thế. Hoàng thượng, thế cục đã định, khó mà lấy lại tình thế. Họ Uông đó để lại quá nhiều chỗ hở. Bây giờ ai liên thủ với Phạm Tây Bính cũng khó có thể thay đổi cục diện. Tôi cự Phạm Tây Bính với người Thúy Minh cơ. Khó cho hai người họ rồi. Hình như sắp xuất cờ. Hay. 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 Phạm Tây Bính, cờ hay, cờ hay. Vừa nãy không phải là ông đã rút lui rồi sao? Khỏi rồi. Hoàng thượng, sắp xuất cờ rồi. Hai người này đúng là song kiếm hợp bích, bổ sung lẫn nhau, phối hợp không có một khe hở. Quá giỏi Phạm Tây Bính. Hay. Thiên cổ kỳ cục. Quá lợi hại. Cáo từ. Ván thứ hai, Phạm Tây Bính và người đi đâu rồi? Đến rồi, đến rồi. Ông chủ, không phải là nói ông, tôi đang nói vị tiên sinh mặt trắng đó đâu cơ mà. Các vị, vị tiên sinh đó đã nói ván cờ này tôi với ông chủ Uông đánh trước, kết quả không liên quan đến quân ấy. Người đã đi rồi. Thế nào, Phạm Tây Bính chọn là tôi? Nhưng không phải là ông đã rút ra rồi sao? Rút xong rồi, khỏi rồi. Được rồi, tuyên bố kết quả đi. Ván thứ hai, Phạm Tây Bính và Uông Bá Chiêu liên thắng. Hai người giành chiến thắng. Hay, nghỉ ngơi giữa giờ sau đó tiếp tục. Được. Phạm đại sư mời. Phạm đại sư, tôi nói cho cậu một bí mật. Không ai biết cả, cái bàn cờ vàng hôm đó là giả. Bề ngoài chỉ phủ một lớp vàng, bên trong đều là đồng. Cái này không đến 10 lượng bạc. Lúc đầu cái đó là thật. Sau đó tôi nghe nói cậu không đến, thì tôi nghĩ bàn cờ vàng này trao cho ai tôi cũng không tình nguyện. Hôm nay tôi đã xử lý tốt cả hai người tóc đầu rồi. Hồi tiết đầu sau này càng dễ đối phó hơn. Cậu nhất định là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Phạm đại sư, sau này cậu lấy được cái bàn cờ vàng đó, đừng có nói gì cả. Sau đó tôi sẽ đem cái bàn cờ thật đổi lại cho cậu. Cái đó là vàng thật, mất của tôi mấy chục lượng vàng đó. Ông chủ Uông, tôi có việc muốn thỉnh cầu ông. Đừng, Phạm đại nhân, đợi tôi nói xong đã. Phạm đại sư của tôi, lần này làm tôi mát mày mát mặt. Tôi lúc đầu chỉ muốn đánh một ván cờ với cậu. Không ngờ cậu liên thủ với tôi, kề da sát cánh. Tất cả mọi người đều biết rồi, cái này nên thật là viết vào trong sách sử. Phạm đại sư của tôi. Ông chủ Uông, tôi thực sự là có chuyện muốn nhờ ông. Tây Bính Quân, Tây Bính Quân của tôi có thể gọi như thế không? Được, được. Cậu nói tôi nghe, cậu thiếu cái gì? Tôi nghĩ cậu không thiếu gì hết, nhất định là thiếu tiền rồi. Cậu xem, cậu mặc quần áo nào có giống như thiên hạ đệ nhất đạo quốc thủ đâu chứ. Cậu không thiếu tiền, tôi cũng tặng cho cậu. Hơn nữa là hai phần ngân lượng của một bàn cờ luôn. Thế nào, đủ bàn hũ chưa? Ông chủ Uông, tiền tôi một đồng cũng không nhận. Vậy cậu muốn cái gì? Nghe nói ông chủ Uông là nhà kinh doanh gạo lớn nhất ở Dương Châu. Đừng có nói Dương Châu, cả Giang Tô này tôi là lớn nhất. Quan phủ mượn gạo thóc của ông không? Có. Trong tay của ông có giấy nợ không?
Nhiều lắm chứ. Không lâu trước đó, bọn họ còn mượn của tôi mấy trăm bao gạo. Để sóng gió qua đi thì trả lại. Căn cứ dây mượn vẫn còn đi. Ông chủ Uông, tôi chính là muốn mượn một tờ giấy nợ. Cậu muốn bọn chúng làm gì? Giao cho hoàng thượng. Vậy thì rất nhiều quan viên của Giang Tô sẽ phải rơi đầu rồi. Tôi cũng sẽ bị rơi đầu. Nếu như mà biết giấy nợ là do tôi cung cấp, vậy thì biết bao nhiêu quan viên sẽ tù tôi rồi. Không 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 được. Ngươi không có mắt sao? Xin lỗi đại ca. Đi đi, xin lỗi đại ca, tôi giúp ngài lau. Mau đi đi, thật là đen đủi. Xin lỗi nhé. Xin lỗi. Xem ra ông chủ Uông là không có muốn làm bạn với tôi rồi. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết tôi là bạn của cậu rồi. Vậy thì ông nên giúp đỡ tôi. Vậy được. Cậu muốn bao nhiêu? 20 tờ của quyền Điền Cốc. Các quyền còn lại, mỗi quyền 10 tờ. Tổng tiền bao nhiêu? Không quan tâm, có con dấu là đủ. Tiền thì không nhiều, còn không bằng một góc của bàn cờ vàng. Đa tạ ông chủ Uông. Phạm đại sư, nếu như bọn họ biết giấy nợ lấy từ chỗ của tôi, vậy tôi phải làm sao đây? Trên giấy nợ của ông có tên viết cửa hàng của ông sao? Không viết. Vậy thì người khác làm sao mà biết là lấy giấy nợ từ cửa hàng của ông? Cậu nói cũng đúng. Ông chủ Uông, tối nay tôi bắt buộc phải lấy được. Được, tôi đi lấy giấy nợ. Tối nay đích thân tôi sẽ đến. Phạm đại sư, đến lúc ngày lên thi đấu rồi. Mời. Tiểu nhân chỉ nghe thấy Phạm Tây Bính muốn lấy giấy nợ từ chỗ của lão béo họ Uông. Lão béo họ Uông nói là không dám đưa. Sau đó thì sao? Sau đó thì không nghe thấy nữa. Người lùi xuống đi. Nghe thấy chưa? Phạm Tây Bính này, tại sao lại cứ phải tìm mấy giấy nợ này? Tại sao? Nhưng tên béo họ Uông cũng không bảo là sẽ cung cấp mà. Nếu như hắn ta đưa cho Phạm Tây Bính thì sao đi? Không đâu, đại quả sắp rơi đầu rồi. Ông còn bình dân như vậy sao? Khoanh đông khoanh tây, cuối cùng khoanh hồ thiết đầu này lại. Đi thêm mấy bước nữa, hồ thiết đầu sẽ mất đi hơn một lữ giang sơn rồi. Nhà tan cửa nát, mặt mũi đã đi hướng nào đây? Bây giờ biện pháp tốt nhất là nhận thua đầu hàng, ít nhất có thể giữ được mặt mũi. Truyền chỉ, ngày mai trẫm muốn đích thân ban thưởng cho Phạm Tây Bính. Dân. Ông chủ Hồ. Ông chủ Hồ, chuyện gì? Rồng đã xuất biển rồi. Phạm tiên sinh, ông chủ Hồ, quà thì thế nào? Không, tôi thua rồi. Ván thứ ba, Phạm Tây Bính thắng. Hay.
Phạm tiên sinh, cảm ơn ngài đã để lại cho tôi mặt mũi. Hồ Mỗ tâm phục khẩu phục. Ông chủ Hồ, nếu như tặng tôi mấy tờ giấy nợ còn tốt hơn những lời cảm ơn. Giấy nợ gì? Được, được. Dương Châu luận bình kết thúc. Phạm Tây Bính thắng cuối cùng, dẫn được bàn cờ vàng. Đa tạ, đa tạ, đa tạ, đa tạ các vị. Phạm tiên sinh, chúc mừng cậu nhé. Bàn cờ vàng. Đa tạ, đa tạ. Hay. Thánh chỉ. Ngày mai, thánh thượng ban thưởng cho thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ Phạm Tây Bính. Đúng, đúng, đúng. Đều là những giấy nợ này. Tây Bính Quân, cậu không được nói ra, là tôi đưa cho cậu nhé. Ông chủ Uông yên tâm đi. Đa tạ. Vậy được, Tây Bính Quân xin cáo từ. Mời. Phạm tiên sinh, đồ của cậu muốn tôi đã đem đến đây rồi. Các bạn bè ngành múa của tôi nghe nói cậu muốn tìm những thứ này, đều bằng lòng lấy ra. Quá tốt rồi ông chủ Hồ. Cái thương nhân ngành muối đã sớm hận chết cái đám tham quan này rồi. Chỉ mong hoàng thượng chặt đầu hết. Chỉ mong Phạm tiên sinh đừng nói tên của mọi người ra. Thương nhân không đắc tội được với quan gia. Đại ca, đại ca. Phiền đại ca rồi. Vào đi. Cha, nhanh lên đó. Đầu ba bá, người vẫn ổn chứ? Nói cho người một tin tốt, Phạm Tây Bính đã lấy được giấy mượn nợ của quan phủ rồi. Ngày mai gặp được hoàng thượng, chúng con sẽ trình lên bằng chứng thuyết phục. Đến lúc đó nhất định sẽ giúp được người lật lại vụ án. Các con mạo hiểm tính mạng như thế, minh quan cho ta, ta không có gì để cảm tạ. Đầu ba bá, người đừng khách sáo với cháu. Chuyện này không phải là việc của một mình người. Người yên tâm đi. Thế đạo như nước cờ, không thể trắng đen lẫn lộn được. Thiên lý như lẽ trên bàn cờ, nhất định thưa nhưng khó thoát. Tốt. Thiên lý như lý trên bàn cờ. Tốt. Phạm tiên sinh. Tri phủ đại nhân. Phạm tiên sinh xin đừng đa lễ. Mời. Chúc mừng Phạm tiên sinh đã nhận được ngự biển. Đây là việc rạng rỡ tông đường, lùi danh buôn thuở. Đại nhân có việc gì? Bổn quan nhận sự ủy thác của tổng phủ Giang Tô đến đây. Phạm tiên sinh vinh dự nhận được danh hiệu thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ, nhận được ngự biển, làm rạng rỡ cho Giang Tô, làm nổi danh Dương Châu, cho nên đặc biệt tới đây tặng quà. Mong tiên sinh đừng chê cười. Cái này... là cờ ngọc long phụng của Miến Điện đúng không? Trước đây chỉ có nghe nói chưa thấy qua. Chỉ có thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ mới có thể có được thứ này. Sợ quá xứng tay. Đây là khế ước của một căn nhà. Hoàng thượng mỗi lần đến Dương Châu đều là ở đây. Trong này có lầu gác đình cát, cầu nhỏ sông nhỏ. Đây là đệ nhất danh viện Dương Châu đó. Cũng tặng cho tôi. Cờ hay. Thật là cờ hay. Thật sự là cờ hay. Cờ hay làm sao có thể thua được?
Rượu mời không uống mà uống rượu phạt. Một tên chơi cờ thối, hắn ta còn tưởng lên tận trời sao? Ngươi có thủ đoạn gì nữa? Tôi đêm nay cắn ngón tay của hắn ta, xem hắn ta ngày mai còn có thể đánh cờ với hoàng thượng được không? Chỉ là cái gì? Chỉ là nghe nói hoàng thượng rất thích hắn. Ta không nghe thấy gì hết. Đồ ở đâu? Nói hay không? Đồ ở đâu? Trống. Động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Lấy ngón tay của ngươi. Đợi đã. Các người to gan. Đây là ngựa biển của hoàng thượng ban tặng. Các người dám chặn ngựa biển du di của tộc đó. Phạm tội lớn tại đình như thế còn không lo chạy? Chạy đi. Thế này, bàn cờ vàng này các người lấy đi. Từ nay về sau chạy càng xa càng tốt. Mai danh ẩn tích, sống lâu ngày một chút. Mau đi đi. Đi đi. Đệ đệ, huynh, Phan đại ca, giấy nợ không thấy đâu nữa. Bọn chúng lại cướp hết giấy nợ rồi. Vậy đệ không sao chứ? Đệ không sao, nhưng giấy nợ không thấy đâu nữa rồi. Ở đây, không đi vào với xe đổ nữa. Thi Tương Hạ, bây giờ huynh không chỉ thông minh, huynh phải gọi là đam mưu túc trí đó. Vậy bọn chúng đi tay không về sao? Cướp cái bàn cờ này đi rồi. Đó là bảo bối. Cái đó là đồng. Đồng. Hoàng thượng cùng vui với dân chúng. Ngũ cốc được mùa, quốc thái dân an. Dân chúng cùng vui, quan ca yến hót. Sao ta thấy ngón tay của Phạm Tây Bính vẫn còn vậy? Dán cờ này khó chơi. Tại sao? Bởi vì thắng cũng không được, mà thua cũng không được. Thua hoàng thượng là tội khi quân, thắng hoàng thượng cũng là tội coi thường vua. Đúng thế. Cược đi. Tại sao lại không cược? Cược đi. Cược hoàng thượng hay là Phạm Tây Bính? Phạm Tây Bính, nếu như trẫm thắng ngươi, mặt mũi thiên hạ đệ nhất đại quốc thủ của ngươi để đi đâu? Đắc tội rồi hoàng thượng, ngài e là không thắng nổi Thảo Dân đâu. Trẫm đã nghĩ kế sách thắng ngươi rồi. Đây là cờ gì? Đây là cờ mô phỏng Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương và Từ Đại Đánh, do Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương nghĩ ra. Chu Nguyên Chương đấu với người khác, bất luận người khác lợi hại hay không, Chu Nguyên Chương đều thắng. Bởi vì mỗi lần đấu, Thái Tông đều ra cờ trước. Con cờ đầu tiên đều hạ ở chính giữa của thiên nguyên, sau đó người khác hạ ở đâu, đối ứng cũng hạ ở đó, đánh đến cuối cùng, đúng lúc thắng thiên nguyên đánh trước đó. Đó chính là phương pháp tức thắng của Thái Tổ, vĩnh viễn đều bất bại. Thánh thượng cũng học Trung Nguyên chưa? Thế không phải là chơi bẩn sao? Phạm Tây Bính, xem hiểu chưa? Thánh thượng, Thảo Dân đương nhiên hiểu rồi. Vì ngươi còn chưa chịu thua. Thánh thượng, xin tha tội cho Thảo Dân, đánh hết ván cờ đã. Tại sao ta xem không hiểu nhỉ?
Hoàng thượng Thánh Minh, ngài làm sao mà hiểu được? Lạ quá, cờ này không có một con cờ chết nào, cũng không có một con cờ sống. Cờ này không hiểu. Ta cũng có hiểu đâu. Phạm Tây Bính sắp đi quả lớn rồi. Sao lại vậy? Hắn ta đều là chơi lung tung. Thánh thượng, cờ đã đánh xong. Đây là cờ gì? Hoàng thượng Thánh Minh nhất định có thể nhìn ra đây là cờ gì. Là một bàn cờ hay. Trong cờ có cờ. Thánh thượng thấu hiểu từng điều nhỏ nhặt là phúc của nhân dân. Người nào có thể giải được điều kỳ diệu trong bàn cờ này? Nghe nói Dương Châu Luận Bình cao thủ đều tập hợp ở đây. Tại sao lại không có ai có thể phá giải? Không phải là có tám thiên nguyên sao? Tiểu nhân có thể giải. Hạ quan bái kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thì ra người thuyết minh cờ dây chính là ngươi. Thi Tương Hạ, đứng lên đi. Ta quan thượng, mau mau thuyết minh. Trẫm muốn xem ngươi giải thích có đúng hay không. Dân, xin hãy bỏ hết các quân cờ trắng xuống. Khắp thiên hạ hiểu Tây Phạm Bính tôi chỉ có huynh. Các vị hãy xem ý của thánh thượng như này. Dư giết ngưng khú. Dư giết ngưng khú. Dư giết ngưng khú. Dư giết ngưng khú. Hoàng thượng Thánh Minh thấu hiểu tiểu tiết. Hoàng thượng Thánh Minh thấu hiểu tiểu tiết. Hoàng thượng Thánh Minh thấu hiểu tiểu tiết. Phạm Tây Bính, ngươi can thiệp vào triều chính, trướng mắt nguồn dân, chơi đùa trẫm, đáng tội gì? Thánh thượng, hoàng cố bảy quyền dương cốt đều trống rỗng, các quan viên giang tô chia đầy cho nhau nói dối, lừa dối thánh thượng. Tiểu dân là người biết được chân tướng, có chết cũng không hối tiếc. Thánh thượng, lời của Phạm Tây Bính đều là thật. Bây giờ giấy nợ đã có được, chứng cứ rành rành, mong hoàng thượng có thể làm chủ cho dân, trừng trị tham ô, tạo phúc cho dân. Đây đều là chứng cứ. Trẫm lần này đến Giang Tô chính là vì hai chữ tham ô mà đến. Mượn cờ dây này có thể làm rõ sự tình. Phàm là quan viên tham ô không làm tròn trách nhiệm, lập tức tự thú. Phàm là dân chúng có chứng cứ tham quan dơ dét, phải dũng cảm đứng ra khai báo. Người làm quan thanh chính liêm khiết, người làm dân an phận làm ăn, giang sơn đại thanh mới mãi mãi trường tồn được. Hoàng thượng Thánh Minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng Thánh Minh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khởi giá. Phạm Tây Bính, có Thảo Dân, trẫm sẽ xử lý ngươi sau. Hoàng thượng,
Còn ngươi nữa. Phải làm sao đây? Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế. Gan của các ngươi cũng to quá rồi. Tự nhìn đi. Xem việc tốt các ngươi đã làm đi. Đây là cái gì? Trẫm hận nhất chính là tham ô thối nát. Các ngươi thì tốt rồi, còn liên minh lừa dối trẫm. Các người chán sống rồi sao? Người đâu? Kéo ra ngoài. Tháo hết lồng khổng tứ trên đầu của bọn họ. Dân được rồi, huynh, kinh thành lạnh lẽo, bảo trọng nhé. Huynh đệ, ta bây giờ thân trong quan trường thơ bớt do kỹ. Đợi khi nào ta từ chức, nhất định sẽ kề gia sát cánh bên đệ đi khắp thiên hạ. Từ chức? Kề gia sát cánh đi khắp thiên hạ? Nhất ngôn cửu đỉnh đấy. Bảo trọng. Phạm Tây Bính giới thi Tương Hạ, hàng ngôi sao sáng của bàn cờ. Gặp lại nhau ở đương hồ, lóe lên ánh sáng lóa mắt, mãi mãi phát sáng trên bầu trời đêm rực rỡ của giang quá Trung Hoa.